Đối với Thanh Toàn thì kinh nghiệm thì cũng chưa có quá nhiều đâu. Thanh Toàn sẽ biết những cái gì hay và như thế nào để trình bày một bài hát mà Thanh Toàn đã rút kinh nghiệm từ cuộc thi Trung vào Mông Cổ, thì Thanh Toàn sẽ lấy từ cái nền tảng đó mà chỉ là tất cả các bạn thí sinh. Xin chúc tất cả các bạn thí sinh tự tin hoàn thành thật tốt cái phần thi của mình. Vô tình lên Facebook có một người bạn chia sẻ về, thì mình cũng rất là đam mê ca vọng cổ, cho nên là thấy chương trình này cũng quyết định mình thi. Nói chung không biết là cái khả năng mình có được ban tổ chức chọn hay không, nhưng mà chỉ vì đam mê cho nên mình thi đại thôi. Mình cảm thấy rất là phấn khởi và trong đó có một sự hồi hộp. Lần đầu tiên được tham dự một chương trình để tiếp nối những giọng ca với nhau. Xin cảm ơn ekip và các nghệ sĩ đã đồng hành cùng với các thí sinh, đã huấn luyện cũng như chỉ dẫn để cho những bài thi được hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Năm nay thì mình thấy có nhiều thay đổi rõ rệt về phía trang web cũng như các cái trang fanpage cập nhật rất là thường xuyên. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chấm điểm, đưa ra các cái lời nhận xét dành cho các thí sinh. Đó là cái điều và cũng là cái động lực để cho mình tiếp tục mình tham gia. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Tôi thấy đầu tư này rất là tốt. Những người mà không chuyên nghiệp như tôi được đến gần với khán giả, tôi rất biết ơn chương trình này. Tôi mong chương trình này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Thủy rất là yêu mến chương trình Vọng Cổ Online từ lâu, cho nên là Thủy đã theo dõi, cuối cùng đã quyết định thi Vọng Cổ Online. Fanpage rất là chính xác, đưa tin rất là kịp thời cho các thí sinh, để mình và các thí sinh khác cập nhật thông tin và thể hiện tốt phần thi của mình. Ngay từ lúc nhỏ mình đã yêu thích, cũng thường xuyên tham gia ở những câu lạc bộ đàn ca tài tử của địa phương. Nói chung là mình rất là may mắn là được vào vòng gala, thì đây là một cái niềm vui rất là lớn đối với mình. Rất mong chương trình của đài có thể là duy trì được thường xuyên để các bạn đam mê ca hát cũng như mình được thể hiện trên sân khấu, cũng như là niềm đam mê của mình trong cái lĩnh vực đàn ca tài tử cũng như là bộ môn cải lương, sân khấu cải lương. Dạ, xin cảm ơn. Đến với cuộc thi Vọng Cổ Online này, em cũng thỏa lòng đam mê của mình. Fanpage giải đáp rất là tận tình, tìm hiểu rất là rõ ràng, mình rất là hài lòng. Xin cảm ơn chương trình Vọng Cổ Online đã mang đến cho mình và các bạn thí sinh khác và nhiều lứa tuổi khác có thể tham gia, rất là lành mạnh để chương trình Vọng Cổ Online càng ngày phát triển hơn. Cảm thấy là thí sinh lần này hát rất tốt về giọng hát và nhịp nhàng rất là chuẩn. Các thí sinh khi mà được huấn luyện làm việc thì các bạn thấy anh em tiếp thu rất nhanh và tự tin hơn. Đấy là phần tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các thí sinh trình diễn xuất sắc nhất phần thi của mình.